vâng chào tất cả mọi người và bây giờ mình sẽ nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển nữ Việt Nam và nữ Thái Lan đây là trận đấu lay up tranh một suất dự World Cup bóng đá nữ trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 3 tháng 2 và ở trận đấu này nữ Việt Nam là những người đánh giá cửa trên và theo mức tỷ lệ kèo trận đấu này thì nữ Việt Nam sẽ chấp nữ Thái Lan với mức kèo là 0,25 mức kèo hay tăng 0,5 và hạ xuống đồng bằng mức tỷ số trận đấu này là 2 2 2,5 2,75 và 2,25 tỷ lệ kèo biến động. Thì trước khi đi vào nhận định muốn các bạn cho mình xin một like video sau đây kênh nhé năm lần chạm trán gần nhất của nữ Việt Nam và nữ Thái Lan nữ Việt Nam mà thắng vào hòa hai trước nữ Thái Lan năm trận thi đấu gần nhất của nữ Việt Nam thì nữ Việt Nam mà thắng một và một và thua ba năm trận thi đấu gần nhất của nữ Việt nữ Thái Lan thì họ thắng hai và thua ba ở trận đấu này với mức kèo thế này thì mình khuyên các bạn nên ưu tiên đi cửa điện nữ Việt Nam trong này vì sao thứ nhất là xét về thực lực hiện tại thì nữ Việt Nam vẫn đang được đánh giá là nhỉnh hơn nữ Thái Lan thứ hai nữa thì xét về phong độ cũng như thành tích đối đầu á, thì mặc dù là cái phong độ thời gian gần đây của nữ việt nam á, thì cũng không tốt cho lắm nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu cho nữ việt nam tại vì gặp những đối thủ trên cơ quá nhiều mà thôi còn đối với ở đấu trường đông nam á thì nữ việt nam họ cũng không ngán đối thủ nào đâu với lại là cái thành tích đối đầu của nữ việt nam với nữ thái lan ở năm lần gần đây cũng khá tốt năm lần chậm trận gần đây thì nếu mà tính ra kết thúc chín mươi phút á, thì nữ việt nam không thua được nữ thái lan nữa các bạn mình dự đoán với cái thành tích đối đầu như vậy thì cộng với cái đội hình hiện tại thì cũng khá mạnh thì nữ Việt Nam sẽ một lần nữa vượt qua được nữ, nữ Thái Lan khi mà đội hình của nữ Thái Lan ở mùa giải năm nay á, thì cũng không tốt bằng những năm rồi nữa các bạn cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình hay mặt ưu tiên đi cửa nữ Việt Nam chấp 0,25 chỗ này hoặc là canh cho kèo đồng hả đá mức tiền xếp trận đấu này là 2,25, 2,5 2 và 2,75 thì uh, những lần chạm trán gần đây á, thì chỉ từ hai và thắng trở xuống mà thôi nhưng mà mình dự đoán đây là cái trận đấu quyết định một tấm vé đi tiếp cho nên là mình nghĩ nữ Thái Lan họ cũng sẽ rất quyết tâm để có thể là đá bài được Việt Nam nữa mình dự đoán trận đấu này thì có số là hai một là ba một nhưng mà cho nữ việt nam cho nên bạn nào tin tưởng mình đã vào ưu tiên đá cửa tài trong này Giờ đấu này thì mình khuyên các bạn nên đá tài hơn là đá nữ việt nam mức hiệp một hay mức kèo đồng thì sẽ một trái hiệp một thì các bạn có thể là nếu nếu như mà có mức kèo uh, tài xỉu một hai thì các bạn nên vào xỉu ở hiệp một còn nếu như mà tài một không thì các bạn đừng 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 nên vào tài xỉu hiệp 1 nó cũng uh, rất là nguy hiểm nhưng mà nếu mà các bạn nào chịu chơi thì các bạn cứ canh cho kèo hạ xuống khoảng uh, dưới một trái thì các bạn nên vào tài nhẹ đá xem thôi và tất bạn sẽ đấu khuyên các bạn chọn nữ Việt Nam và đá tài ấy à, một cũng vậy và xin chào và hẹn gặp lại ở bây giờ tiếp theo nhé